đòi hỏi đặt tên vua Gia Long cho đường phố. Xin đừng. Ở Trung Quốc họ đúc tượng vợ chồng Tần Cối quỳ gối tạ lỗi để mọi người đến phỉ nhổ, kể cả cầm dép vả vào mặt vợ chồng hắn. Tần Cối là viên quan lớn trong triều đình nhà Tống. Hắn đã buông lời gièm pha với nhà vua, đặt điều cho trung thần Nhạc Phi là bắt tay với giặc. Sau đó Nhạc Phi bị triệu hồi về kinh và bị xử trảm. Chế độ nhà Tống sụp đổ vì mất đi một tướng tài trấn ải biên cương. Con cháu Tần Cối không dám đề nghị nhà nước Trung Quốc đặt tên đường và đòi đất để xây dựng lăng mộ cho Tần Cối, vì con cháu họ nhận thức được rất rõ tội lỗi tổ tiên mình. Thậm chí hàng năm không tổ chức dỗ linh đình và tuyệt nhiên không dám tổ chức hội thảo nặn ra công lao thành tích cho cha ông mình vì có tội. Còn ở Việt Nam, ví như vua Gia Long thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi rất rõ trong bài thơ lịch sử nước ta: Gia Long lại giấy can qua, bị Tây Sơn đuổi chạy ra nước ngoài. Tự mình đã chẳng có tài, nhờ Tây qua cứu tính bài giải vây. Nay ta mất nước thế này, cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà. Đồng ý là vua Gia Long cũng có công, nhưng cái sai thì ông ta cũng nhiều. Đất nước ta đến hàng trăm năm nô lệ, ông bà tổ tiên phải đi phu, đi điền, đi kéo cày cho địa chủ, nhổ lúa trồng đây chết đói cả mấy triệu người. Khiến cho trong một thời gian không dài mà nhà Nguyễn làm vua, mà đã có 400 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ của nông dân. Vậy thì nhà Nguyễn công trạng có nhiều hơn sai lầm không? Nhân dân ta không thờ sai ai bao giờ. Vậy đừng đòi đặt tên vua Gia Long cho đường phố nữa. Đừng làm những điều gượng ép mà nhân dân không muốn, hoặc vì đạt được một mục đích gì đó mà ta đi ngược lại lịch sử. Đừng bơi ngược lại dòng chảy. Con cháu vua Gia Long cũng đừng kể lể, đòi hỏi vinh danh, khắc tên tạc tượng làm gì kẻo người đời cười cho. Để cho tiền nhân họ yên giấc ngàn thu cũng là một cách nhân văn rồi.